mà thua rồi, chơi là bị đá. Bây giờ mình sẽ ăn quả cà chua các bạn ạ. Mình ăn quả táo nha. Bây giờ mình sẽ uống non C2 các bạn ạ. Và bắt đầu. Đó, bắt đầu. Bây giờ mình chết các bạn. Vòng chơi thứ hai đã kết thúc rồi các bạn ơi. Mình ăn quả chua rất là chua. Bây giờ mình ăn kem. Tiếp theo mình ăn quả kem này các bạn. Ăn quả chua các bạn. Mình ăn chôm chôm các bạn nhá. Rồi tiếp theo là mình sẽ ăn quả táo con các bạn ạ. Đây 1 phút nữa là bắt đầu. 1, 2, 3. Cái chua lắm các bạn ơi. Chôm chôm ngọt lắm các bạn. Táo ngọt lắm. Thôi mình làm cái xúc.